Xin chào anh chị, lại là Biển Xanh đây. Anh chị đã xem bao nhiêu video liên quan đến bất động sản của Biển Xanh rồi? Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Ở trong video này thì Biển Xanh lại tiếp tục có mặt trong khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường, Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km và cách sân bay Tân Sơn Nhất là 22 km. Di chuyển giao thông thuận lợi, dễ dàng. Từ khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường, Phú Sinh này, anh chị mình di chuyển vào trung tâm Sài Gòn cũng không quá xa. Và cái vị trí khu vực này nó là cửa ngõ kết nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh đi về 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ở trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và dẫn anh chị đi tham quan một sản phẩm ký gửi mới. Đó là một lô đất cực kỳ là đẹp, giá ngộp do anh chủ đất đang cần tiền bán gấp để trang trải công nợ trong cái thời gian sắp tới. Chính vì thế mà muốn bán nhanh. Khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường, Phú Sinh với tổng diện tích lên đến 107 hecta, hạ tầng hoàn thiện, pháp lý minh bạch rõ ràng. Và em đang chạy đây chính là con đường trục chính KT11, một con đường rất là to và rộng, chạy thông kết nối từ công viên 7 Kỳ Quan xuống cổng số 2. Và chạy thẳng con đường này thì mình sẽ thông ra đường nhựa Lục Viên, quẹo tay phải là hướng ra khu vực chợ đình ủy ban xã Mỹ Hạnh Bắc và là hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhé. Vị trí ngày hôm nay nằm ở khu vực rất là nhiều tiềm năng, nó gần ngay bên cạnh là cổng số 2 và quỹ đất để xây trung tâm y tế cũng như là xây trường cấp 1. Chính vì thế mà cái vị trí ngày hôm nay vô cùng là nhiều tiềm năng và lô đất này thì đang có giá cực kỳ là ngộp, cực kỳ là rẻ, rẻ hơn so với thị trường và rẻ hơn những lô kế bên là 250 triệu anh chị nhé. Lô đất này có hướng nam rất là mát mẻ, tám phương tứ hướng, hướng nam là hướng Phúc Đức cho nên được rất nhiều quý cô chú anh chị lựa chọn mua để làm nhà cũng như để đầu tư hoặc an cư lập nghiệp. Lô đất trên màn hình có diện tích là ngang 5 và dài là 18. Tổng diện tích trên sổ là 90m2, 5 dài 18 là đã trừ vỉa hè rồi. Hướng nam mặt tiền view kênh nước du lịch sông Trăng anh chị nhé. Một con đường trục chính chạy thông. Và lô đất này thì sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý minh bạch rõ ràng, an toàn. Anh chủ đang cần tiền bán gấp, hạ giá chỉ còn 1 tỷ 780 triệu và giá này thì bao tất cả thuế phí công chứng sang tên cho chúng ta, không phát sinh bất cứ một chi phí nào cả. Biển Xanh cam kết là cái giá này là giá trọn gói luôn anh chị nhé. Một lô đất đẹp không bị lỗi phong thủy, vỉa hè rộng 5m và lòng đường nhựa là 14m, đường chạy thông. 5 dài 18 là đã trừ vỉa hè rồi. Ở đây thì chúng ta sử dụng là nước sạch, nước máy thủy cục, điện nước wifi là kéo vào tới nơi. Và với cái diện tích ngang 5 dài 18 view kênh như thế này rất là đẹp để anh chị mình có thể xây nhà một trệt một lầu hoặc hai lầu ba lầu gì đó là tùy vào quỹ tài chính của chúng ta. Trong khu này mình được xây dựng tự do và không bị giới hạn thời gian xây dựng anh chị nhé. Mua là đi công chứng sang tên liền tay, sổ hồng riêng có sẵn, sở hữu lâu dài vĩnh viễn. Chỉ có 1 tỷ 780 triệu mà thôi, so với những lô kế bên là đã rẻ hơn 250 triệu rồi. Những cái lô kế bên ở thời điểm đất sốt nhiều khách mua là giá nó cao hơn rất là nhiều. Và những cái vị trí view kênh này lúc đợt thời điểm trước là 2 tỷ và hơn 2 tỷ chứ không có giá này anh chị nhé. Giá này là do anh chủ hiện tại cũng đang rất là cần tiền và đây là thời điểm vàng để anh chị mình xuống tiền mua những cái vị trí giá ngộp, giá hời, bắt đáy bất động sản. Những cái vị trí đẹp thì chúng ta có quyền mua để dành cũng như để đầu tư sinh lời hoặc xây nhà để ở an cư lập nghiệp. Vị trí ngày hôm nay rất là nhiều tiềm năng, liên kề ngay cổng số 2 và quỹ đất để xây trung tâm y tế cũng như là trường cấp 1. Và ngay phía cổng số 2 này thì đã có quy hoạch con đường động lực mở rộng 30m chạy từ khu Phú Sinh của chúng ta thông về khu công nghiệp Tân Đô Tân Đức, đường tỉnh lộ 10, đi qua khu vực này và thông lên tới khu 900 hecta của tập đoàn Vingroup. Cho nên là cái vị trí ngày hôm nay nó rất là nhiều tiềm năng. Và ngay phía cổng số 2 này thì còn có khu công nghiệp Huỳnh Mai đang hoạt động và khu công nghiệp Đức Thuận nữa anh chị nhé. Chạy thẳng con đường này chúng ta sẽ ra đường nhựa Lục Viên, quẹo tay phải là ra khu vực ủy ban xã Mỹ Hạnh Bắc, ngã ba Mỹ Hạnh, còn quẹo tay trái là hướng sang tỉnh lộ DT823, hướng sang Củ Chi. Vị trí ngày hôm nay cực kỳ là nhiều tiềm năng. Quý anh chị nào đang theo dõi video này thấy phù hợp nhu cầu của mình đang tìm kiếm thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em qua số hotline quen thuộc trên màn hình nhé.
Ở đây thì đã có sẵn một căn biệt thự, người ta cũng đã đi trước đón đầu và người ta chọn mua ngay cái phía khu vực cổng số 2 ngay liền kề quỹ đất để xây trung tâm thương mại và biển xanh, xin lỗi, quỹ đất để xây trung tâm y tế và trường cấp 1. Quý anh chị quan tâm đến video ngày hôm nay thì hãy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho em nhé. Chúc anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.